Phạm Thảo Trang cùng nhóm bạn từ Nam Định lên Hà Giang du lịch trong vòng 4 ngày 3 đêm. Ngày 9 tháng 6, nhóm đã phải bỏ giờ hành trình khám phá sông Nho Quế bằng thuyền vì gặp đúng đợt mưa lũ gây ngập lụt sạt lở nghiêm trọng. Đồng thời nhóm du khách này cũng phải tiếc nuối rời xa Hà Giang sớm hơn dự kiến. Cụ thể vào khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 6, Hà Giang mưa lớn khiến nước từ khe núi đổ xuống đoạn đường từ đường 193A xuống bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế thuộc xã Bà Vi, huyện Mèo Vạc nhiều du khách và phương tiện trôn chân giữa dòng nước. Trang nói thêm, nhóm mình thuê xe máy tự lái nên khi nghe tin mưa lớn đã rất lo lắng. Cả nhóm phải sắp xếp công việc và thời gian từ mấy tháng trước mới có chuyến đi nhưng vì an toàn chúng mình quyết định bỏ lịch trình đến sông Nho Quế. Đêm ngày 9 tháng 6, nhóm đã lên xe về Hà Nội vì nghe tin Hà Giang tiếp tục mưa. Trang cho biết đây đúng là trải nghiệm nhớ đời đối với mình. Ngồi trên xe xem những đoạn video sạt lở ngập lụt mình vẫn còn cảm thấy run sợ. Còn Thu Hà, du khách Hà Nội đi du lịch Hà Giang từ ngày 7 tới ngày 9 tháng 6 cho biết, sáng ngày 9 tháng 6, đoàn của Hà tới sông Nho Quế, lúc này trời mưa nhỏ không đáng kể. Đến khoảng 13 giờ khi từ sông Nho Quế đi lên để về thành phố Hòa Giang, trời đổ mưa lớn, một số đoạn sạt lở. Để đảm bảo an toàn, hướng dẫn viên yêu cầu đoàn gửi lại xe máy tại nhà dân và thuê ô tô để đi theo lối mòn trên núi về thành phố Hòa Giang. Anh Hoàng Văn Hoàn, giám đốc công ty du lịch lữ hành Gió Hà Giang, quản lý trang Amazing Things in Hà Giang cho biết, chiều ngày 9 tháng 6, nhiều đoàn khách vượt Hà Giang bằng xe máy đã phải thay đổi lịch trình, hủy bỏ kế hoạch tới sông Nho Quế để đảm bảo an toàn. Anh Hoàn cho hay, ngày 10 tháng 6 theo kế hoạch chúng tôi đón một đoàn khách tới du lịch Hà Giang, tuy nhiên nhận thấy điều kiện thời tiết không thuận lợi, công ty đã liên hệ để khách đổi lịch. Chúng tôi bảo toàn chi phí cho khách để không ảnh hưởng tới quyền lợi của họ. Theo anh Hoàn, tháng 6 tháng 7 là mùa mưa của Hà Giang, thời tiết diễn biến phức tạp, du khách nên cân nhắc lựa chọn lịch trình phù hợp. Như đã thông tin, do tình hình mưa lũ kéo dài, tuyến đường lên sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt không thể di chuyển. Tuyến đường Thuận Hòa Thái An, đường Mèo Vạc Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc Đồng Văn và nước dâng ngập gần 1 mét nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này, Đặc biệt, chiều ngày 9 tháng 6, mưa lớn khiến tuyến đường chính xuống sông Nho Quế và ba xã biên giới Thượng Phùng, Xin Cái, Sơn Vĩ bị chia cắt. Rạng sáng ngày 10 tháng 6, mưa như chút khiến một số khu vực ở thành phố Hà Giang ngập sâu hơn 2 m Nhiều ô tô xe máy của người dân không kịp di chuyển, bị nước nhấn chìm ông lại quốc tĩnh chủ tịch hiệp hội du lịch hà giang cho biết đơn vị này đã ra văn bản cảnh báo sạt lở tại các điểm khu vực tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh hà giang đến các tri hội trưởng các tri hội nhà hàng khách sạn du lịch huyện đồng văn yên minh mèo vạc bắc mê xín mần tri hội vận chuyển khách du lịch tri hội lữ hành toàn thể hội viên hiệp hội du lịch cùng du khách đang tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh ông tĩnh cho hay thời điểm này may mắn không phải là mùa du lịch cao điểm của hà giang chúng tôi ra văn bản cảnh báo sớm để các phương tiện có phương án phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng đến hành trình trải nghiệm của du khách khi đến về hà giang hiện theo thông tin ghi nhận chưa có trường hợp du khách nào gặp nguy hiểm do mưa lũ lãnh đạo huyện mèo vạc cho biết hiện tình trạng mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng chặn lối đi từ mèo vạc xuống bến thuyền sông nho quế vì khu vực này đang bị sạt lở nặng Đại diện công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn khuyên cáo du khách cẩn trọng khi đi du lịch bởi Hà Giang đang vào mùa mưa. Du khách cần chú ý các cảnh báo từ địa phương, không di chuyển qua các đường đèo khi mưa lớn, mưa dài ngày, hạn chế di chuyển khi trời tối, sương mù. Trưa ngày 10 tháng 6, Chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Mèo Vạc Hà Giang cho biết, đơn vị phối hợp với Công an xã Bà Vi vừa hỗ trợ đưa khoảng 400 du khách nước ngoài đi từ huyện Đồng Văn sang huyện Mèo Vạc theo đó, từ dạng sáng nay, nước lũ dâng cao tại km 162 quốc lộ 4C, đoạn qua thôn Bà Vi Hạ, xã Bà Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang, đã gây ngập sâu, đoạn đường dài khoảng 700 m khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Tới 8 giờ cùng ngày, nhiều đoàn du khách nước ngoài chủ yếu di chuyển bằng xe máy, đi từ huyện Đồng Văn sang huyện Mèo Vạc bị mắc kẹt trước đoạn đường bị ngập sâu chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mèo Vạc thông tin, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử 11 cán bộ cảnh sát giao thông tới hiện trường, sử dụng hai ô tô chuyên dụng để hỗ trợ đưa khoảng 400 du khách qua đoạn đường bị ngập úng. Cũng theo vị này, ngoài tuyến đường quốc lộ 4 xe bị ngập, đoạn đường từ xã Pà Vi đi ba xã biên giới, trong đó có đoạn xuống sông Nhào Quế cũng bị ngập lụt rất nặng. Lực lượng chức năng đã cắt cử người lập chốt để ngăn người dân không di chuyển vào. Mưa lớn chút xuống Hà Giang từ đêm 8 tháng 6 khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước. Đến sáng 10 tháng 6, trời vẫn mưa tầm tã, nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Hà Giang giao thông tê liệt, người dân không thể di chuyển. Tại các tuyến đường như Trần Phú, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Nguyên Văn Linh, nước dâng cao với mức ngập 20 đến 60 cm. Ở các vùng trũng, có điểm ngập sâu đến 2 m. Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều gia đình không kịp sơ tán, phải trèo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến cứu hộ một người dân ở khu trọ tại đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hà Giang, cho biết do mực nước dâng lên quá nhanh nên gia đình chị đành bất lực nhìn đồ đạc trong nhà trôi trên mặt nước. Chị Trang, ở thành phố Hà Giang, chia sẻ nước có lúc dâng lên đến ngang cổ tôi, khiến nhiều đồ đạc trong nhà bị hỏng hóc. Mưa lũ gây thiệt hại lớn tài sản của người dân thành phố Hà Giang. Cơ quan chức năng cùng người dân cứu hộ một ô tô con chìm trong biển nước sáng 10 tháng 6. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 4 giờ 30 phút, mực nước trên sông Lô tại trạm Thủy Văn thành phố Hà Giang đã vượt báo động 3,05m. Trong những giờ tới, nước tiếp lên trên báo động 31 đến 1,5m, diện ngập lụt mở rộng. Ban chỉ đạo yêu cầu Hà Giang triển khai lực lượng hỗ trợ người dân, ra soát các điểm nguy cơ sạt lở, hồ chứa thủy lợi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, từ đêm qua tới nay, miền Bắc xảy ra mưa rào và rông trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, tới 80mm, có nơi trên 150mm. Trong đó, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, ngoài tác động của rãnh thấp, vùng xoay thấp còn có thêm ảnh hưởng của cả đới gió đông nam của khối không khí biển, lấn từ phía đông vào. Tổ hợp rãnh thấp, xoáy thấp và gió đông nam khiến cho khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng đã xảy ra mưa rất lớn. Lượng mưa từ 19 giờ tối ngày 8 tháng 6 tới 12 giờ ngày 9 tháng 6 phổ biến từ 100 tới 300 mm, có nơi trên 300 mm như thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 319 mm, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 305 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong đêm nay và sáng mai ngày 10 tháng 6, dạnh áp thấp có xu hướng yếu dần, nhưng đới gió Đông Nam mang theo lượng ẩm cao từ vịnh Bắc Bộ vào vẫn còn hoạt động. Dự báo từ chiều tối ngày 9 tháng 6 đến sáng ngày 10 tháng 6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 tới 60 mm, có nơi trên 120 mm. riêng khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 tới 100 mm, có nơi trên 200 mm. Từ chiều ngày 10 tháng 6, tổ hợp hình thế gây mưa là dạnh áp thấp qua Bắc Bộ và hội tụ gió lên đến mực 5.000m suy yếu dần nên mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và khu Đông Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa lớn có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Ngày 9 tháng 6, mưa lớn khiến hàng loạt quận trung tâm ở Hải Phòng chìm trong biển nước, có nơi ngập cả mét. Đặc biệt tại các tuyến phố trung tâm như Lê Hồng Phong, Cầu Đất, Tô Hiệu, Trung Lực, vân vân, nước ngập tràn vào nhà, gây xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng, mưa lớn dồn dập với lượng mưa đo được tại thời điểm 3 giờ ngày 9 tháng 6 lên tới hơn 200mm, kết hợp chiều cường 3,8m đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Khoảng 11 giờ trưa ngày 9 tháng 6, chiều cường đạt đỉnh cùng với lũ về khiến mực nước tại các sông lên cao đến 4,2 mét. Đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất từ đầu mùa mưa bão năm nay. Phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng đã huy động toàn bộ công nhân viên của các cống, ứng trực 100% để điều tiết mực nước tại các cánh cống, hạ thấp mực nước trong các mương hồ điều hòa xuống mức thấp nhất có thể vớt rác tại các cửa thu miệng ga hàm ếch để nước rút nhanh, mở ga thoát nước tại các vị trí sung yếu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước. Đồng thời, công ty tổ chức kiểm tra chốt trực tại các điểm nóng ngập lụt như An Đà, Đình Đông, Bốt Tròn, Tô Hiệu, Lê Lợi, Cầu Đất, Đường Năm, Chân Cầu Bính, vân vân. Tại khu vực ngoại thành, tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều địa bàn, không ít cánh đồng lụt trắng băng do nước sông dâng cao, hệ thống canh mương thủy lợi không kịp tiêu thoát nước. Tương tự Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh cũng bị mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ tại nhiều nơi như thành phố Uông Bí, Cầm Phả, thị xã Đông Triều, vân vân. Một số khu vực ngập úng cục bộ như thôn Hai, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, thôn Bảy, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, cầu Khe Mắm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, vân vân. Bên cạnh đó, một số sông suối nước dâng cao gây ngập ngầm tràn tại xã Vũ Oai, Kỳ Thượng, Tân Dân, thành phố Hạ Long, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, vân vân. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh vẫn đang tồn tại mây đối lưu phát triển gây mưa, mưa rào và rông, giải rác có mưa vừa đến mưa to và rông. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu phát triển tiếp tục gây mưa, mưa vừa đến mưa to và rông cho toàn tỉnh. Trong mưa rông cần đề phòng có lốc xét, gió giật mạnh. Mưa lớn thời gian ngắn, các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao các lực lượng chức năng đã duy trì trực ban 24 trên 24 giờ, chủ động cảnh báo sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, tập trung khơi thông cống thoát nước, căng dây cảnh báo và tổ chức lực lượng canh gác, đồng thời hỗ trợ người dân đưa các phương tiện gặp nạn ra khỏi nơi ngập úng. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.